Đây này mọi người này, cái cuộn dây song mây nó như này này, mình chặt được hai ba cuộn ở đây rồi đấy, mình nghĩ là tầm này là đủ rồi đấy. Cái này mang đi làm lán thì mình sẽ phải dùng đến cái này, tiếp tục đi thôi. Ui đầy nước rồi, mời tất cả mọi người uống cái nước thân chuối với mình nhá.
lấy được bằng này thôi mọi người ạ. Mình đã cố gắng để cho nó không bị gãy nhưng mà nhiều đá quá không giữ được. Để đây thôi, lấy dây buộc gọn vào. Buộc vào cái dây như này đi cho nó gọn. Xin mời tất cả mọi người nhé.
mưa mất rồi. Mình vừa mới chất được đống lửa nó cháy để đây. Chất lửa lên để nó cháy cho sáng cái nhà lên. Với lại là có lửa thì nó đỡ được các loại côn trùng và rắn rết nó bò tới gần lán. Bây giờ thì cầm theo cái con dao này. Rồi đi vào trong khe đi kiếm thức ăn mọi người nhá, đi kiếm mồi. Đấy. Đi qua phía bên này mấy bước chân nữa là tới khe mọi người ạ. Đi qua bên này mọi người nhá. Tối quá khó đi. Mình phải chuyển quay hàng trước để còn soi nhìn đường. Đây này, khe nước ở đầu bên này này. Đến khe rồi mọi người ạ. Đi theo khe này xem có thể kiếm được thứ gì ăn được không.
nước rất là trong luôn. Ban đêm nước ở trong này, ui cua đây này. Đây này mọi người thấy chưa? Một con cua đá ở đây này. Mày. Đấy, đây này. Một con cua đá. Mình soi thấy ở đây có nhiều cua lắm mọi người ạ. Vừa mới chạy về lán để lấy cái ống nứa đây để đựng, không thì không có cái gì để đựng đâu. Đây này, con vừa nãy mình vừa cho ở đây rồi đấy. Giờ đi soi tiếp mọi người ạ. Đi tìm những cái chỗ là nước nó tĩnh tĩnh cơ. Còn những cái chỗ nước chảy xiết kiểu này thì khó nhìn lắm. Không nhìn được thấy đâu. Ui đây này. Đây này mọi người nhìn thấy chưa? Mày. Bắt đêm cua nó ra nhiều lắm. Đây này, toàn loại này thôi. Cho vào trong ống đi. Vào đây nhá. Đấy. Cái loại cua này thì ở trong khe nhiều lắm. Cua đá ấy. Ơ đây có con cá này. Mình mang theo con dao đi theo mà. Con cá nó chạy lên phía trên này rồi. Cá gì, cá nhỏ nhỏ nhìn không rõ mấy. Mình đem theo con dao đi, nếu mà có gặp cá hay cái gì ấy thì mình mang ra mình băm luôn. Nhiều mạng nhện lắm, đây này. Ở bờ suối này mạng nhện nó răng tơ đầy này. Đi không khều khào qua. Nó bám vào mặt đi khó chịu lắm. Đây này, dưới này có con cá này. Ôi nhưng mà đấy đấy không, nó đi vào chỗ nước xiết rồi. Vào chỗ nước xiết khó nhìn lắm. Có một con nó chui trong này rồi. Ai thôi xong, bị nó kẹp. Ra đây. Ây da. Này. Con này to nhá. Này con này khá là to ấy, nó chui trong hang đi. Bỏ vào ống thôi. Này. Ở trong khe ấy, ban đêm nguy hiểm nhất là những cái chỗ mà nó có những cái bụi bụi cây mà nó đua ra, đua cái ngọn ra ngoài nước này này. Hay có rắn nó ngủ trên này lắm. Đi những cái đoạn này đèn nó tối thì tối, nhưng mà mình cũng có thể soi qua thì nhìn nó kỹ, không đi tông đầu con rắn đi là nó cắn cho là hỏng người đấy. Đây có con cá này mọi người ơi. Đây này, thấy chưa? Người tay bắt xem được không nhá. Đây này mọi người này. Con cá bé bé. Bắt được đúng một ngón tay kẹp luôn mà. Đây này. Cá ở ban đêm này nó dại lắm. Cho vào trong ống đi. Đoạn này mình đánh cái nắm cá ở đây này. Tham thử xem nào. Dính con cá nào chưa? À đây. Đèn tối tối nhìn cứ tưởng là bay cả nắm rồi chứ. Ui. Không được con nào à? Ô. Ô được hai con chê kìa. Ô được hai con. Đây này mọi người nhìn thấy không? Bươm bướm bay cả vào mồm. Cái hai con cá chê ở dưới kìa, dưới đáy ấy. Cho lên trên bờ đi.
Bây giờ phải tháo cái chốt này ra này. Tháo cái chốt này ra mới bắt được nó. Đây này. Ui 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 ui. Được hai con mọi người ạ, hai con gà chê. Ui ui. Lẩn nhanh thế. Mình sợ cho trong này cua nó kẹp nát xác con cá ra ấy. Nhưng mà để cứ cho ở đây thôi. Cái nắn cá thì mình lại đặt lại chỗ cũ đây mọi người ạ. Cái kinh nghiệm đánh nắn cá của mình ấy là mình hay chọn những cái chỗ nào có dòng nước nó chảy xiết, với lại là cái khúc suối nó bị thu hẹp như chỗ này này. Chỗ này là bờ này. Đấy, cỏ nó mọc xung quanh, là cỏ nó mọc chặn hết dòng nước rồi. Từ phía kia là bờ mọc ra tận đây. Đầu bên này cũng là bờ này. Ở đây chỉ còn lại một cái dòng nước nhỏ hẹp ở đây thôi. Nếu mà đánh ở những cái chỗ nào mà nó nước nó rộng mênh mông như phía bên trên này này, rộng như này nhá, thì mình đánh nó mông lung á. Còn đánh ở những cái chỗ nào nó hẹp như này thì cá nó hay ngược dòng từ dưới kia lên, thì cái chỗ này nó hẹp thì cái tỷ lệ mà nó phải đi qua cái nắn của mình nó cao ấy. Đây này, mình đắp cả một ít đá ở đây. Từ khi nó ngược dòng nó đi từ dưới kia lên là bắt buộc nó phải chui qua cái nắn kìa. Có con nào ngược dòng là chui qua nắn hết, là con nào lên là nằm gọn ở trong cái nắn của mình mọi người nhá. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm đánh nắn của mình. Phía đầu bên mỏm đá này mình cũng đánh một cái nắn ở đấy mọi người ạ. Vừa mới xem thử nhưng mà không được con nào. Để đây thôi, ngày mai đi thăm tiếp. Có một con cua to lắm, nó thấy mình đến nó sợ, nó chui trong cái viên đá to này này. Cần thử viên đá này lên xem bắt được không. Cái ống này đây đã. Ừ. Ở đâu rồi? Đâu nhỉ? Đây. Cứ tưởng là không bắt được chứ đây này. To chưa? Có một cái loại cua đá khác nhưng mà nó không giống như loại này đâu. Nó cũng gọi là cua đá nhưng mà nó to, to bằng này cơ. To gần như kiểu to bằng cái bát con ấy. Nhưng mà con này cũng là cua đá nhưng mà loại này nó bé thôi. Loại này cái con nào mà to tầm này là to lắm rồi đấy. Cho vào trong ống đi. Mình bắt hồi nãy đến giờ cũng được khá nhiều mọi người ạ. Đây này, đựng hết ở trong cái ống này rồi. Mình tắt máy quay đi để mình tập trung dùng đèn soi bắt cho nó dễ. Không mình vừa quay rồi mình vừa đi bắt lại phải quay nữa, nó không quay thì nó không được rõ vì thiếu sáng, mà mình bắt thì nó cũng khó nữa. Nên là mình soi bắt cho nó nhanh, không sợ khuya mất. Đây này, để hết trong này rồi. Bây giờ đi về chế biến để ăn thôi mọi người ạ. Ở đây mình nhìn thấy có một ít cái lá chua này này. Hái lấy một ít lá chua này để đem về nấu với cá. Cái lá chua này nấu với cá là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Đây này.
cũng không có nhiều lắm, mình hái được một nắm nhỏ này mọi người ạ. Đây này, lấy cái này về nấu với cá ăn cho ngon. Cái này thì chua lắm, nấu với cá thì hợp. Giờ đi về thôi. Ui, làm tối om này. Tối om nhưng không có người ở ấy. Bếp tắt hết rồi. Một ống củ mài, một ống cua, với lại cá và lá chua mọi người ạ. Ba ống. Mình nấu chín rồi mọi người ạ. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nhá. Mình đói lắm rồi. Ăn miếng cá này trước đi. Cá nấu với cái lá chua này ngon lắm. Đây này, cá chê chấm muối ớt. Xin mời tất cả mọi người nha. Cá chê ngọt thịt thật đấy. Ngọt quá. Cái canh này, cái canh cá với lá chua này, nó có cái vị ngọt của cá với lại là cái vị chua của cái lá chua ấy, uống nó sướng lắm. Nó vừa ngọt mà vừa chua chua. Ăn cái củ mài này vào xong rồi uống một ngụm cái nước này vào. À cái canh này vào tuyệt vời luôn. Ngon. Mình vừa mới gắp một miếng có cả thịt này lẫn cả trứng đây này. Đấy. Chấm với muối ớt ăn một miếng mọi người nhá. Đây này. Ngon chưa? Xin mời tất cả mọi người nha.
Ngon lắm. Xem miếng cua nào. Màu đẹp đấy mọi người nhỉ. Cua đá. Béo đấy. Đây này mọi người nhìn cái phần gạch của nó bên trong này. Có nhiều mỡ đấy. Phần này là mỡ này. Cái mỡ này nó ngọt. Mỡ này. Cả con cua mình chỉ thích cái càng này thôi. Này. Đây. Đó. Trời. Cái càng của nó bên trong có thịt này. Ngon chưa? Chấm ớt. Xin mời mọi người nha. Ngọt thật đấy. Cua này ngọt lắm. Tuyệt vời. Ngọt quá. Mọi người thấy ở trong rừng ban đêm nó yên tĩnh không? Ban đêm này chỉ có những cái tiếng của những cái con côn trùng với lại là những con thú rừng ấy, thú rừng ban đêm nó kêu ấy. Có một cái điều mà mọi người đi rừng rất hay sợ, đó là những cái tiếng kêu của những con thú rừng ấy. Có nhiều con là nó kêu theo kiểu là nó dọa người ấy. Nó phát ra những cái âm thanh nó kỳ quái ấy. Nhưng mà không phải đâu, đấy là tiếng con thú rừng nó kêu rồi. Ăn cái cá này ngon. Bây giờ cũng đã khuya rồi mọi người ạ. Ăn no xong bây giờ ngủ thoải mái quá. Bếp lửa thì vẫn đang cháy đằng kia. Mình chất lửa vào để cho nó cháy tới sáng luôn. Dao thì lúc nào cũng gối trên đầu hoặc là ôm trên ngực. Tối mà có cái biến gì là cầm dao trong tay luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình tới giờ phút này nhá. Bây giờ muộn rồi mình đi ngủ đây. Hẹn mọi người ở những hành trình tiếp theo của mình. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào tất cả mọi người. Mình vừa mới đi thăm bẫy về mọi người ạ. Thật sự thì cuộc sống ở trong rừng nó rất là khó khăn. Ăn thì không đủ, ngủ thì cũng không ngủ được nhiều. Sáng nào thức dậy, cái việc đầu tiên mình làm cũng là đi thăm bẫy, với mong muốn là được một hay là vài con chuột gì đấy để làm thực phẩm duy trì cho cái hành trình này của mình. Nhưng mà mấy ngày hôm nay mình bẫy không được mọi người ạ. Mình hôm nào mình đi thăm mình cũng quay luôn, nhưng mà
mình quay không được, bẫy nó không được nên là mình lại xóa đi. Mình sợ đăng lên mọi người xem nó không hay, mình lại thấy chán. Thức ăn quanh đây thì ngày một ít đi, mà cái hành trình này của mình nó vẫn còn dài. Mình đang suy nghĩ là rời lán để đi sang một cái khu vực mới để kiếm ăn mọi người ạ. Nếu mà kiếm được nhiều thức ăn thì mình sẽ quay trở lại quay trở lại cái lán này. Vì bây giờ mình làm nó cũng rất là đẹp và chắc chắn rồi. Giờ mà bỏ đi thì cũng rất là tiếc. Sáng nay đi thăm bẫy về lán thì mình ngồi mình đan được cái gùi để đựng đồ mọi người ạ. Để đan cái gùi như này. Làm cái quai đeo bằng dây mây. Đấy. Đồ đạc của mình mang theo thì vẫn như thế. Cái túi đựng đồ phụ trợ để quay phim của mình. Trong này mình đựng 3 cái thẻ nhớ ở trong này để lưu trữ video. Một máy quay phụ, máy quay GoPro này. Pin dự phòng trong này nữa. Cái bùi nhùi đánh lửa hôm trước mình lấy được đốt gần hết rồi, còn bằng này thôi. Cũng đem theo mọi người nhá. Đem theo một ít củ mài đi nữa. Để đề phòng khi mà chưa kiếm được đồ ăn thì mình sẽ ăn củ mài. Bây giờ thì đựng hết đồ này cho vào trong cái gùi này rồi lên đường thôi. Mình đi tới rừng mới rồi mọi người ạ. Cái rừng này thì mình chưa tới đây bao giờ đâu. Bây giờ đang đi vòng vòng cái khu này xem. Để xem nào khu này nó có cái gì ăn được không. Với lại là kiếm một chỗ nào đấy để có thể dựng tạm bợ một cái lán lên để trú ẩn. Vì ở đây tới cái nhà căn nhà của mình ấy, nó cũng khá là xa. Cho nên là để mà di chuyển từ đây lại đi về cái căn nhà của mình, rồi lại từ đấy về đây để mà thăm bẫy thì nó mất nhiều thời gian đi đường lắm. Đi lại nó khó khăn nên là mất nhiều thời gian. Giờ mình đang đi vòng vòng quanh cái khu vực này để xem nào ở đây địa hình nó như nào, có chỗ nào để đánh bẫy không. Với lại là kiếm đồ ăn mọi người ạ. Ở trong rừng này khi mà mới tới ấy, thì rừng lạ mình phải chịu khó đi lại nhiều để thăm dò, không thì không biết địa hình nó như nào, ở đâu là ở đâu đâu. Giờ qua phía bên này mọi người nhá. Mình đang đi đến đây thì mình gặp có cái loại cây này mọi người ạ. Đây này. Ở đây có hai cây này, có một cây là độc mọi người ạ. Mọi người có nhìn thấy cây nào không? Mọi người có biết là cây nào không? Đây này, nó chính là cái cây này. Cây này là cây lá han đấy. Đây này. Cái này mà đi vô tình chạm vào nó này là nó đốt người đau lắm. Nó đốt người đau như kiểu là cái con bọ nẹt nó đốt ấy. Đây mình cầm vào cái cẫng của nó thì không sao, còn chạm vào cái cạnh lá ấy, chạm vào cái đuôi này nó đốt cho đau lắm. Mọi người đi mà thấy cái cây này là phải né ra nhá. Đây này,
cây của nó thành kiểu dây dây ấy. Đây này. Gặp cái cây này thì cứ né ra, không nó đốt người đau lắm. Mình đi được một đoạn đường khá là xa mọi người ạ. Đi ở trong rừng nó dốc đi nó mệt lắm. Qua đây nghỉ một tí nha mọi người nhá. Thật sự thì ở trong rừng muốn ở lâu được thì nhất định là phải kiếm được thức ăn. Không có thức ăn thì mình không sống ở trong này đâu. Mình đang đến cái khu vực này, mình thấy là có rất là nhiều cái đường lối của cái con chuột rừng nó đi ấy. Chắc là mình sẽ dừng ở đây, mình làm mấy cái bẫy đánh chuột luôn ở đây. Rồi kiếm một cái chỗ nào đấy để dựng tạm một cái nhà nhỏ hay là một cái lều gì đấy để tối nay ở đã. Đầu cái này có hẳn một cái đao rồi này. Cái bên mà hôm trước mình ở thì nó ít cái đao lắm. Đây thì mình thấy có rất là nhiều đao luôn. Để ở đây chặt đao ăn được đấy. Ở đây mình nhìn thấy có cái hang, không biết là có con gì nó đào ở trong này mọi người này. Đây này, nó đào hang vào tít sâu trong cái gốc cây này ấy. Thông sang tận bên này. Đây này, thông sang tận vào trong này này. Cái hang này thì nó đào lâu rồi, cái vết đất nó bới ra ấy. Nó rất là cũ. Thế nhưng mà mình nhìn thấy ở cái đầu bên này có cái đường đi này. Cái đường này là cái đường đi, nó đi kiếm ăn rồi nó lại quay trở lại vào trong cái hang này đấy. Mình nghĩ là nó ở trong cái hang này này. Cái vết nó bới ra thì rất là cũ. Nhưng mà cái đường đi lại của nó để lại ở đây rất là mới luôn. Thì mình nghĩ là nó chỉ ở trong này thôi. Nó không đi đâu được nữa đâu. Giờ làm cái bẫy đặt ở cái vị trí chỗ này mọi người nhá. Rất là mạnh luôn. Cái này mình nghĩ là nếu mà nó ở trong này ấy, thì lúc tầm khoảng 8 đến 9 giờ tối nó ra kiếm ăn là nó đi qua cái bẫy này là chỉ là trúng rồi. Giờ mình làm cái cỏ để hóa cho cái bẫy này đã. Thank you.
bị nó không may bị nó sập vào tay mọi người ạ. Đau quá. Cũng may là nó không kẹp chính diện luôn vào cái móng tay, nó chỉ bị một tí thôi, ở đầu ngón tay thôi. Nên cẩn thận hơn một tí nữa. Đây này mọi người ơi, cái bẫy mà mình vừa mới làm xong nó như thế này này. Ở phía đầu bên trên này là cái lẫy mà mình làm cái cò ấy. Đây này. Mình làm, mình vót mắc nó như thế này. Mọi người nhìn thấy không? Đây này, phía bên dưới này là có một cái thanh cần nhỏ cây ngang ở đây. Ở phía chỗ này ấy, là mình làm một cái vót ở cái cây nhỏ này xuống một cái khuyết ở đây. Để lúc lên ấy là mình cho vào mắc vào cái cây dọc dọc này. Cái cần dọc dọc này. Đấy, khi nào mà cái con chuột nó đi qua, nó dẫm vào cái cây ngang này thì cái lẫy, cái cò chỗ này này, nó bị tuột ra. Tuột ra là hai cái cần này nó bị bắn lên trên này. Nó tuột ra là nó bị bắn lên ngược lên trên này. Và cái cây đà to này, cái cần to này nó sẽ đập xuống đất và đè cái con chuột ở đây là được mọi người ạ. Cái công đoạn này cũng rất là quan trọng mọi người ạ. Mình phải lấy cái lá cây mình chặn cái đường này vào. Mình chặn cả phía hang đầu bên kia rồi. Chắc chắn cái con này nó ở trong cái hang này mọi người ạ. Bởi vì đường đi vào đây nó rất là nhẵn này. Cái con chuột nó cũng giống như con người thôi. Mình chặn đầu bên này nó rậm rạp, nó mắc ở đây ấy, thì nó không đi qua đây nữa đâu. Bắt buộc nó phải đi qua cái đường quang bên này này. Chỗ nào nó quang thì nó đi sang chỗ đấy thôi mà. Không cắm cái cây này vào thì không cắm cái này vào thì không được đâu. Đấy, thế này là ổn rồi đấy. Này để đây thôi. Ngày mai đi thăm mong là ở đây dính được một con đây mọi người ạ. Xong rồi. Đây mình nhặt được cái quả rừng này này. Cái quả này ăn được mọi người ạ. Cái cây của nó thì ở phía trên này này. Nó rụng quả ở đây ấy. Cây chua mọi người ạ. Chặt lấy cái cây này ăn nó chua chua cho nó đỡ khát nước. Chua lắm. Cái cây này thì có cá kho thì ngon này. Kho hoặc là nấu canh. Đồ chua thì nấu canh với cá rất là hợp. Thêm một cái bẫy ở vị trí này mọi người ạ. Đây này, đánh ở đây, chèn lá vào để đây thôi. Ngày mai hẹn gặp lại mọi người nhé. Hôm nay mình tính là làm thêm một cái lán nho nhỏ để trú ẩn qua đêm, nhưng mà không kịp rồi mọi người ạ. Tập trung đánh được mấy cái bẫy thì trời nó tối mất rồi. Tối nay là mình không có chỗ để ở.
đúng là không thể nào tính trước được một cái gì cả. Nãy thì mình đặt bẫy cho xong, mình tính là tìm lấy mấy cái quả bi chuối để tối nay ăn, nhưng mà tối qua mình không thể nào mà tìm được hoa chuối để chặt. Chuối thì ở trong rừng rất nhiều, nên là mình chặt lấy cái nõn của nó thôi. Cái này này, cái nõn trong thân của cây chuối ấy. Cái này để ăn tối. Nhưng mà nguyên cái lõi của thân cây chuối này thì không đủ để no bụng được đâu. Ở phía đồng tít dưới cái kia có một cái khe nước ở dưới đấy. Mình đang tính là mang điện thoại xuống đấy để soi xem nào bắt được cái con gì dưới đấy không. Để ăn thêm, không thì nguyên hoa chuối này thật sự là không nào trụ được mọi người ạ. Đây này, để hết đồ ở trong này rồi. Bây giờ thì mời mọi người theo mình xuống dưới cái khe dưới kia để kiếm xem được cái thức ăn gì đấy. Thức ăn gì ở dưới đấy không mọi người nhá. Đeo vào này rồi đi thôi. Đi lọ mọ kiếm ăn thôi mọi người ạ. Đúng rồi, rời khỏi lán là muôn vàn khó khăn. Ở lán của mình thì kể cả là không có nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà vẫn còn củ mài, lại là vẫn có thể bắt được cua được cá gì đấy, nhưng mà mình lại không bẫy được cái con gì đấy cả. Mình ăn linh tinh thì sợ mọi người xem mọi người thấy chán, mình đăng video thì sợ mọi người lại không xem nữa. Mình qua cái phía cánh rừng bên này để tìm đặt bẫy, mong muốn là bẫy được nhiều nhiều chuột thì mình ăn cũng có cái ăn ngon, đảm bảo sức khỏe, với lại là mọi người xem thì cũng thấy video nó hay hơn, đỡ chán hơn. Tối quá, mình phải quay ngược cái này để soi đường thôi, không thì không nhìn thấy đường đâu. Đây này, cứ theo cái khe cạn này đi xuống tít dưới kia, đầu dưới kia mà có nước mọi người nhá. Không biết đi đường nào giờ ấy, cứ chui xuống thôi. Oh, đây có cái quả gì này. À, cái quả. Quả này vậy. Quả này thì mắc nhiều quá. Cái quả này là cái quả vả đất ấy, nhưng mà cái loại này nó khô lắm. Cái quả này nó khô lắm, không ăn được đâu. Loại này có một cái loại nó cũng y xì như này, nhưng mà cái loại kia nó mềm. Ở bên trong nó có mật. Nó mềm cơ, ăn nó ngọt lắm. Còn cái này nó khô. Cái này ăn chắc lẹt, không ăn được đâu. Này khi nào mà hiểu đói quá, không còn cái gì ăn nữa thì cố thì chắc là ăn được mấy quả. Này nó cứng đờ này mà. Cứng lắm. Vứt ra. Rồi chui qua hướng bên này mọi người nhá. Mình đang đi mò ấy. Chỗ này là không đi được rồi. Qua phía này đi xuống này. Ui. Toàn vực là vực thôi. Mọi người thấy không? Ban đêm di chuyển trong rừng là rất là nguy hiểm luôn ấy. Không biết gì, đi bước qua một bước qua nữa đây là rơi xuống vực là nguy hiểm lắm. Kiếm đường khác đi thôi. Chỗ nào khó quá thì mình không đi thôi. Đây này. Qua cái lối này theo đường này xuống là đi được rồi. Đấy. Đi qua chỗ này đi xuống. Đầu bên này là vực này ghê lắm.
Ui, cái vực này sâu thật chứ. Nãy mình đứng ở bên trên chỗ tảng đá trên kia kìa. Thấy mờ mờ một tí đấy. Tối om à. Tôi xuống đến đây mình tập trung soi đèn để đi xuống dưới này tìm khe để đi kiếm thức ăn thôi mọi người nhá. Không ban đêm đi không soi kỹ càng sợ lắm. Trượt chân một cái là ngã không ai biết gì luôn đấy. Tôi đi xuống đây thôi. Nước ở trong rừng lạnh thật đấy. Ở ban đêm lạnh lắm. À, đây có con cua này. Khi ở trong rừng đang đói thì những cái con cua này này. Một con. Cái này sẽ là thức ăn của mình ấy. Mình phải dùng cái sợi dây này để buộc nó lại. Không thì không cầm được đâu. Ở trong rừng này kiếm đồ ăn khó lắm. Những con cua như này. Không bắt không được. Không bắt thì không còn gì để ăn nữa đâu. Đấy, buộc vào như này, xách theo. Được một con cua rồi mọi người ạ. Giờ tiếp tục đi kiếm thôi. Mong sao là bắt được thêm một con cá hay là con ếch gì đấy. Vì ở trong khe này nó cũng nhiều ếch lắm. Con ếch rừng ấy. Ban đêm nước ở trong khe nó lạnh muốn buốt chân luôn ấy. Để mình lội ướt hết giày rồi. Lội thế này thôi mà. Ban đêm này ở trong rừng thì chỉ có tiếng của những cái loại côn trùng. Với lại có tiếng của các loại chim nó đi săn đêm ấy. Nó kêu thôi. Còn nó rất là yên tĩnh. Đây có vũng nước to này. Nước con cá nào đây không? Cái đèn này tối quá, soi không rõ lắm. Những cái hang hốc kiểu này nó hay có những cái con cái loại cua đá ấy, cái loại cua to to tầm này này. Có cái loại to như này nó hay ở những cái hang hốc kiểu kia. Nó hay đào hang vào trong cái đấy, chỗ đấy đi. Mình cũng không chắc là có bắt được loại đấy không. Nhưng mà cứ gặp là con gì ăn được là lấy mọi người nhá. Con này bé này cũng lấy thôi. Đi lên phía trên này có nhiều hang hốc này tìm cua mọi người ạ. À. Ui, con này nhanh quá. Mình đi nước động hay là làm nó vào hang mất rồi.
Ui, dưới này có cá này. Nguồn nước chảy xiết quá. Chiếc này mình không nhìn thấy được. À, đây có con cua này. Ôi dồi, con cua to luôn mọi người ạ. Đây này, cái cua đá nó phải chính xác là phải cái loại này này. Tí nữa còn không nhìn thấy. Đây này mọi người này, cái loại này mới là cua đá, cua núi nhá. Còn mình bắt cái con, tí nó bị kẹp. Đây, còn mình bắt cái con bé này chỉ là sợ không có gì ăn thì bắt loại này thôi. Nhưng mà nhìn loại cái loại bé này nhìn nó chán lắm, bắt phải bắt cái loại to này cơ. Nhưng mà con này bị dễ mất càng rồi, đi mất vào cái càng mất rồi. Mình buộc vào mọi người nhá. Hai con rồi, cố gắng bắt lấy nhiều để ăn mọi người nhá. Rồi tiếp tục đi thôi. Cái cua to này thì nó thường hay ở những cái chỗ nào hốc đá cơ. Còn cái những cái chỗ không có hốc đá, không có, nó không có chỗ ở ấy, không có chỗ để ở thì nó không có đâu. Ui, chỗ trước mặt mình là một cái thác mọi người. Đây này, thác cao lắm, tối quá nhờ. Thác kiểu này mình có cái loại cua to này này. Ô, dưới này có cái con gì này, con nòng nọc này. Mình vừa mới nhặt được thêm một con cua mọi người ạ. Mà con này chết mất rồi. Con này không biết sao nó chết, nó ở đây này. À, có khi là nó bị rơi thác đây này cũng nên này. Cái thác này cao lắm, ở tiếp tận trên kia kìa. Có khi là nó đi kiếm ăn nhưng mà nó kiểu gì nó rơi ở đây thôi. Đây nó, đấy mình thấy nó nằm ngửa bụng đây mà. Chết mất rồi, nhưng mà con này có khi là mới chết đấy. Con này nó không hôi đâu. Mang qua bên này xem nào. Cứ lấy mọi người nhá, tí nữa mang về nướng lên, nếu mà không ăn được thì vứt đi. Con này nó mới chết thôi mà. À đây này. Đây này mọi người thấy không? Cái chân nó còn bị gãy này. Đây này, con này đúng rơi thác rồi. Con này cua đực này, cua đực cái bên dưới này nó bé. Con cua cái này nó rộng gấp đôi cơ. Đây này. Đây giống như cái bộ phận sinh sản nó ấy. Này gãy cả chân đây này, con này đúng rơi thác rồi. Buộc vào đây đi. Ui, chết cái mềm oạt đây này. Đấy, đang được ít. Đang được ít mọi người ạ. Cứ lấy thôi. Nếu mà không ăn được thì bỏ đi. Đầu bên trên này không biết là có đi được không nhỉ? Cái chỗ này hôm trước nó vừa mới trải qua một trận lũ ấy. Rác nó mắc hết đằng trước cái này. Rộng lắm, giờ phải tìm đường khác đi thôi. Không chui được qua đây đâu. Nước sâu quá. Mọi người thấy không? Ở dưới này có mấy con cá này. Mình không bắt được. Lấy dao thì chém thử xem được con nào không. Không có thế để chém. Ui. Ôi, dưới này có một con to này. Mình gạt cái váng nước ra mọi người thấy này. Nhiều váng quá. Đây này, đây này, nó vằn vằn đây này, mọi người thấy không? Vằn vằn đây này. Chỗ mình chỉ con dao này. À. Mọi người bỏ có được không? Ok. Tối của mình đấy.
Ông mắc kẹt đây này. Đây này. Được một con cá mà anh ạ. Vẫn còn nhiều lắm. Ê, đây 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 này. Cất con này đi băm tiếp. Phải làm như thế nó mới chắc ăn. Không tí nữa nó rơi là mình mất ăn đấy. Đây này, dưới này còn một con nữa này. Ơ nhỉ. Không lấy nét được cho mọi người xem. Ôi đừng có chạy. Chạy đâu rồi? À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Nhanh quá. Thôi nó chạy vào hang mất rồi. Chạy vào hang mất rồi mọi người ạ. Ôi, cái vũng nhỏ nhỏ thôi mà nhiều cá lắm này. Ơ đâu rồi? Cá vào hang hết rồi. Thế là bắt được thêm hai con cá nhỏ. Đây này. Từ cái đoạn này trở lên là nó bị khe cạn rồi, không còn nước nữa đâu. Đây này. Chắc mình chỉ bắt thế thôi. Được ba con cua, hai con cá. Bây giờ kiếm chỗ nào để đun nấu chín thức ăn rồi ăn thôi mọi người nhá. Mình cũng đói lắm rồi. Giờ phải cố để kiếm đồ ăn. Đây này. Hai con cá. Bây giờ mình sẽ đánh lửa bằng cái bùi nhùi này mọi người nhá. Mình dùng một phần thôi. Không dùng được hết cái này đâu. Bây giờ thì tiến hành đánh lửa thôi.
Nãy mình nhặt lấy củi thì mình đi nhặt mấy cành củi mình bắt được thêm mấy con ốc này. Đây này, mấy con ốc rừng ấy, to lắm. Ném vào trong bếp đi, trong bữa chín thì lôi ra ăn. Chốc nữa ăn xong thì mình tìm lấy một chỗ nào đấy nó cao ráo để tránh rắn rết, để nghỉ qua đêm thôi mọi người ạ. Chứ giờ cũng không biết làm sao bây giờ. Đấy, sắp chín rồi đấy. Cuối cùng thì cũng chín rồi mọi người. Giờ là được thưởng thức rồi. Đây này, hai cái con cá lúc nãy mình dùng dao mình băm được ấy. Ăn cá trước đi. Xin mời tất cả mọi người nhá. Chấm ớt thật cay à, ăn cho nó ấm người. Xin mời tất cả mọi người nhé. Mình ngồi ăn luôn ở cái khe cạn mọi người ạ. Cái bếp lửa của mình nó vẫn đang cháy ở đầu bên này này. Quên mất. Ăn ớt cay cay mình nhớ cái này. Ăn cái này để chống khát nước. Ớt cay đấy. Mời mọi người nha. Cái nón chuối này, nếu mà ăn nguyên nọn chuối này không thì không ngon đâu, phải chấm với muối ớt nó mới hợp mọi người ạ. Cay lắm. Cái con ốc này ở ngoài miệng nó vẫn còn có đất ấy. Mình nướng khô lên rồi. Phủi phủi qua là ăn thôi. Ăn một miếng ốc chấm ớt thật cay rồi mọi người ạ. Xin mời tất cả mọi người nha. Ăn kèm thêm miếng ớt này, mình ăn bốc này thôi. Ngon. Ăn kèm thêm một miếng nọn chuối này vào nữa. Mọi người nhìn bên trong cái con cua này. Cua mùa này mà béo lắm này. Cái phần bên trong này là cái mỡ của nó đấy. Đây này. Cua béo nó mới có cái mỡ này nhá. Cái phần này thì mình ăn mình không chấm đâu. Chấm là nó tuột luôn ở dưới đấy. Vì cái này nó ngọt mà. Mời tất cả mọi người nha. Ngon lắm.
Giờ mình ăn cái phần thân của con cua này. Mọi người nhìn này. Rất là béo đấy. Chấm với muối ớt. Mình ăn cay cay để cho người nó ấm. Đây này, mời tất cả mọi người nhá. Ngon quá. Cái phần ở bên trong cái chân này này, nó cũng có thịt này. Mình ăn hết chứ không bỏ sót đâu. Mình ăn xong rồi mọi người ạ. Đang ăn thì trời gió nó ù. Không biết là tối nay nó có bị mưa hay không. Mình đang di chuyển xuống cái khu vực dưới này, đi tìm chỗ nào đấy để đi ngủ, không thì ở đầu bên này giữa cái khe cạn thì không ngủ được đâu. Bây giờ thì đi xuống đây thôi. Mọi người có nhìn thấy cái gì ở phía dưới không? Mình để cái gùi dưới kìa. Thật sự thì giờ cũng không biết phải làm nào nữa. Ở dưới thì mình sợ rắn rết. Mình cũng đã xem nhiều cái chương trình sinh tồn ở trên TV rồi. Một việc nó giống như kiểu là bị điên rồ ấy, nhưng mà mình đang thực hiện mọi người ạ. Trèo lên cây để ở mọi người ạ. Mình tìm thấy một cái cây ở cạnh cái bờ khe ấy. Ở bờ khe là nó rất là đỡ muỗi, nó không giống như ở trên rừng cây đâu. Trên rừng cây thì nó có nhiều muỗi hơn. Còn ở dưới bờ khe này thì nước nó lạnh ấy, cho nên là nó đỡ được muỗi phần nào. Mình đang trèo lên cái cây này và định chân mắc vào đây này, ngả lưng vào đây này. Mọi người thấy không? Mình nằm ở đây thôi chứ chắc mình cũng không dám ngủ say đâu. Ở trong rừng thì thật sự là có rất là nhiều rắn. Ở dưới đất thì không yên tâm. Mình phải trèo lên trên cây ở như này đấy. Không biết như nào nữa. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Thôi bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây đây. Bây giờ mình sẽ phải nghỉ trên cái cây này. Sáng mai thì mình sẽ đi thăm bẫy, ăn mấy con cua nhưng mà vẫn chưa no mọi người ạ. Mong sao sáng mai được chuột thì mình sẽ ăn một bữa nó đàng hoàng hơn. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào tất cả mọi người. Tối hôm qua trời nó gió đến tận sáng nay mọi người ạ. Sáng nay thì trời nó gió với lại là trời tối sầm lại. Mùa này là mùa mưa bão mà, nên là đi vào rừng này khi mà chưa có chỗ để trú ẩn che mưa che nắng thì mình cảm thấy nó lo lắm, nó khó chịu lắm, kiểu cảm giác nó không được yên tâm. Nên là sáng nay mình làm vội lấy được cái lán nó sơ sài như này thôi. Làm lấy một cái lán để che mưa che nắng khi mà mình đi kiếm ăn làm gì thì làm, xong rồi mình lại có chỗ để ở, mình quay lại đây để ăn uống ngủ nghỉ ở đây thì nó yên tâm hơn mọi người ạ. Ở trong này thì không có cái cây lá cọ đâu, cho nên là mình sử dụng những cái lá của cây đao ấy. Lá của cây đao này mình đem về mình đan lại rồi mình xếp lên làm mái này cũng che mưa rất là tốt.
mình dành ra một đầu để giải lên cái giường này để thay chiếu, không nằm trực tiếp lên cái cây nứa, thì ở bên ngoài của cây nứa nó có những cái lông lông ấy, thì mình nằm trực tiếp lên nó ngứa lắm, nó rát, nó ngứa lưng không ngủ được đâu. Giải một cái tàu lá lên đây ngủ cho nó êm lưng đấy. Còn chốc nữa đi thăm bẫy về được hay là không được thì mình cũng đi kiếm thêm một chút thức ăn nữa, xong rồi về mình nấu nướng ở phía đằng bên này, mình sẽ làm một cái bếp ở đây đấy. Còn bây giờ thì mời mọi người theo mình đi thăm những cái bẫy mà ngày hôm qua mình đã đặt để xem nào đã được con gì chưa mọi người nhá. Để đi qua phía đâu bên này này, mọi người nhìn trời kìa, nó sắp mưa rồi đấy, gió lại ầm ầm tới rồi. Quả vả đất mọi người ạ. Đây này, mình hái được một nắm như này rồi. Cái quả này là cái loại mềm ấy, cái loại hôm trước mình nói là cái loại cứng đây này. Đi đến hôm nay mình mới gặp được cái loại mềm. Nó mọc ở trên mặt đất nhiều lắm. Mình vừa mới gọt ra này mọi người này. Nhìn ngon chưa? Xin mời tất cả mọi người nhá. Thơm lắm. Phần bên trong cái mật nó hơi ngọt. Ăn một quả thôi. Ăn một quả thôi mọi người ạ. Vẫn còn nhiều lắm. Cái này đi thăm bẫy xong chốc nữa mình ăn sau mọi người nhá. Rồi cất đi thôi. Dở thật chứ. Đặt tạm lấy cái tàu lá của cây giấy này để che mưa đã. Bây giờ mà chạy đi về tới lán thì mình cũng ướt hết rồi. Giờ không biết làm nào, đứng đây trú mưa đã thôi. Nó ngớt ngớt hơn một tí rồi mọi người ạ. Để tiếp tục cơ. Không chờ nó tạnh hẳn thì còn lâu lắm. Trơn quá. Cái này sập rồi nhưng mà lại không được chứ. Biết rồi, mình biết tại sao rồi. Cái bẫy này của mình sập rồi nhưng mà lại không được mọi người ạ. Không phải là nó sập không phải là nó khắc sập đâu, mà là cái con chuột này nó to quá,
cái bẫy của mình kẹp rồi nhưng mà nó không giữ được con chuột ấy. Xong là nó giãy vùng vằng cái đám cây mà mình cắm đây này. Nó bị bung bét hết ra đây rồi. Bây giờ mình lại lên bẫy lại chỗ này thôi. Cái này vẫn chưa được mọi người ạ. Để đây thôi. Trời mưa cái ở trong rừng nó ướt át quá. Quần áo đi quệt vào mấy cái lá cây này ướt hết rồi. Ở đây có một con cua này. Con cua này chắc là bị con chồn bạc má nó ăn đấy. Đây này. Con chồn bạc má nó hay thích ăn cua với ốc ở trong rừng ấy. Ăn hết cái thân còn nguyên cái mai bên trên này. Đi đường nào rồi nhỉ? Hôm qua mình đánh mà hôm nay quên mất đường à. Chui không đúng đường à. Đi rộng quá. Kệ thôi. Cứ băng qua đây. Mình đi rồi mới tạo thành đường cơ mà. Ở trong rừng này nhiều lúc mình cũng muốn làm nhiều hoạt động để cho cái video của mình nó được hay, được thú vị hơn, nhưng mà nhiều lúc cái mùa này ấy, lúc thì trời nó nắng, lúc thì trời nó mưa, nên là nhiều lúc không thể nào làm được theo cái suy tính, theo cái ý định của mình. Kia có con cua rừng kìa mọi người, thấy không? Trời mưa nó bò ra kiếm ăn kìa. Mày ha. Được thêm con cua nữa này, con cua đá này, phải lấy dây về buộc, không thì cho vào gùi nó bò đi mất đấy. Được thêm con cua nữa, êm rồi mọi người ạ. Mình phải kiếm cái dây buộc qua cái kẽ chân của con cua này đi, không thì cho vào gùi thì nó bò đi mất ngay. Kiếm cái dây. Mày nằm ngoan đấy nhá. Đấy. Kéo được một con cua. Bỏ sau gùi này đi mọi người ạ. Phải buộc cái dây vào, không buộc dây vào nó chạy ngay. Rồi tiếp tục đi thăm bẫy thôi. Một con ốc rừng này. To chưa?
Lại một con ốc nữa mọi người ạ. Ở cái khu vực này có rất là nhiều cái con ốc rừng này luôn này. Nhưng mà mình chỉ bắt đủ cái nhu cầu của mình thôi. Bằng này là đủ rồi đấy. Còn mấy con nữa mình đút đằng sau gùi này. Cho hết vào gùi đi. Có cái chùm quả rừng trên cây mọi người ạ. Cái loại này nên ăn này. Cái quả này mình cũng không biết là gọi là tên của nó là quả gì nữa. Chỉ biết là quả này nên ăn thôi. Vặt thử một quả ra ăn mọi người nhá. Đây này mọi người này, mình lột cái vỏ đi, ở bên trong là như này này. Cái quả này ăn thì ngọt. Xin mời tất cả mọi người nha. Cái quả này thì ăn nhè cái hạt đi, ở bên trong hạt cứng lắm, ăn được một tí bên ngoài thôi. Mình kiếm được khá nhiều cua với lại ốc để đằng sau gùi mọi người ạ. Trời mưa quá bẫy nó không được. Bây giờ thì đi xuống khu dưới này thôi. Mình đi lên cái khu vực này để tìm nhặt ốc với lại cua mà. Ui. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Đối với mình ấy, vào trong rừng cái điều tuyệt vời nhất không phải là bẫy được con gì không, mà cái điều tuyệt vời nhất của mình ấy là đi vào trong rừng tìm được nhiều cái loại cây ăn quả của rừng ấy. Đây là mình cho mọi người xem nhá. Đây này mọi người thấy chưa? Một cây dâu da xoan rất là to luôn. Để mình zoom lại cho mọi người xem nhá. Đấy, sai quả lắm đây này. Mình zoom lại thì nó hơi bị vỡ ảnh, nó nhòe nhòe. Mọi người thấy không? Đây này, sai lắm. Cây dâu da to quá. Nó ở cao cho nên là chắc là phải chặt lấy một cái cành cây để ném lên thì nó rụng được quả nào thì ăn quả đấy mọi người ạ. Không thì không trèo đâu, cây này nó quá to luôn. Thì giờ sai quả cực kỳ luôn.
rụng một chùm rồi. Cái quả rô ra xoan mùa này là bắt đầu nó chín rồi đấy. Vào trong rừng mà được thưởng thức cái quả này thì quá tuyệt vời luôn. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? À, nó mắc trên này rồi. Ở đâu nhỉ? Vừa nhìn thấy lại đâu mất rồi. À đây, 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 đây. Ngon rồi mọi người ạ. Đây này, chùm quả dâu da xoan đây này. Đây này mọi người ấy, cái chùm quả dâu da xoan mình vừa mới lấy được đây này. Cái chùm này là quả nó còn xanh ấy, quả nó chưa chín đâu. Khi nào nó chín thì quả nó đỏ như này cơ. Đây này. Nào quả nó chín thì nó đỏ này, quả này mình nhặt ở dưới gốc ấy. Cái quả đỏ này là cái quả xanh này nó rụng xuống rồi lâu ngày nó chín này. Thưởng thức một quả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người nha. Chua. Chua nhưng mà ngon mọi người ạ. Thơm lắm. Cái hạt ở trong nó chát, nó không ăn được nha mọi người nha. Mình bỏ đi thôi. Cái quả này ít nữa nó chín thì ăn ngon hơn này. Ít nữa nó màu đỏ ăn nó ngọt hơn. Còn bây giờ chua. Một chùm. Mày bỏ vào trong. Cho vui nha. Trời lại bắt đầu mưa rồi mọi người. Trời lại bắt đầu mưa ầm ầm từ phía bên kia lại này. Thức ăn mình kiếm để hết ở trong cái gùi này rồi. Bây giờ thì đi về lán thôi. Không thì nó mưa lại ướt hết người ấy. Rồi đi về lán thôi mọi người nhá. Đường trơn lắm mình không quay nữa đâu. Hồi nãy tới giờ thì mình về tới lán rồi mọi người ạ. Hái được một bó rau dớn rất là to luôn. Đây này. Rất là nhiều. Cái rau dớn này thì mọc ở bờ khe có nhiều lắm. Chùm dâu da xoan của mình. Cái này thì để chốc nữa mình làm muối ớt lên chấm lên ăn mọi người nhá. Còn bên này nữa này. Đây. Hôm nay trời nó mưa nên cái con cua rừng này nó ra rất là nhiều luôn. Mình bắt được khoảng chục con hay là hơn chục con một tí ấy. Cả con ốc rừng để hết ở trong gùi này. Nhiều lắm. Cái này thì để bây giờ ăn này. Tối nay ăn. Tối nay ăn mà chưa hết thì có khi phải để đến ngày mai nữa mình ăn. Đấy, nhiều lắm. Bên ngoài trời thì vẫn đang lâm râm mưa mọi người ạ. Mình ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí rồi Nhặt cái rau dớn này này. Để lam lên ăn chấm muối ớt. Và cua với lại ốc phía sau nữa. Chốc nữa mình sẽ cho vào ống tre thì để làm.
cuối cùng thì cũng chín hết rồi mọi người ạ. Tối nay có cua này, ốc rừng này, rau dớn lam. Hôm nay có thêm cả quả dâu da xoan nữa. Cái này chấm muối ớt thì ăn ngon lắm. Cái này là một ít cái quả vả đất. Đấy, mình gọt ra để đây. Đây là muối ớt của mình. Mời tất cả mọi người cùng ăn tối với mình nhá. Mình ăn một miếng ốc đầu tiên. Chấm muối ớt. Cay rồi ăn. Xin mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Ớt cay. Rau dớn. Ngon quá. Ăn thêm cái quả này vào để không bị ngán này. Chấm muối ớt. Cô lấy miếng ớt mà nó không dính được ớt đây chứ. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Đã quá. Mình chấm một miếng muối ớt này mọi người nhìn này. Cay lắm. Xin mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. À, ớt cay. Còn đây là cái phần thân của nó này. Nhiều mỡ chưa? Mày bóc cái mỡ đi ăn. Này ngon này. Xin mời tất cả mọi người nha. Bóc đôi ra mình chấm ớt ăn ngon hơn. Đó. Này, mình ăn một miếng. Mình chấm một miếng ớt nó như này. Xin mời tất cả mọi người nha. Là một miếng. Ngon quá. Hôm nay trời nó mưa từ lúc sáng sớm mình đi thăm bẫy đến cái lúc gần tối luôn, nó mưa nguyên một ngày hôm nay luôn. Đến giờ này nó mới tạnh này. Mong sao đêm này nó tạnh để chuột nó ra. Sáng mai mình có thịt chuột ăn. Mong sang khu vực mới mà vẫn không được chuột thì buồn lắm. Cái cua này bẻ cái chân nó ra này, mút cái thịt ở phía bên trong chân này này. Giống nhiều mút ốc ấy, ở trong này cũng có thịt mà. Bẻ hai đầu này rồi mút một đầu là ra. Rau dớn này ở cái khu vực phía bên này mình thấy có rất nhiều luôn. Này chấm muối ớt ăn thì ngon này. Nay mình hái được nhiều lắm. Ở đây nó gần nước nó mọc tốt cực. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Vẫn còn nhiều thức ăn lắm. Mình sẽ cố gắng ăn hết cái số thức ăn này để lấy sức.
không thì mệt lắm, không có sức đâu. Cố gắng ăn nhiều nhiều chút. Phần càng này rất là nhiều thịt luôn. Càng cua này nhiều thịt lắm. Một mình ăn hết cái đống này là no đấy. Nhiều mà. Ngọt quá. Ở trong rừng ban đêm này, trong nữa mình ngủ ấy, mình phải đốt một cái đống lửa đây rồi mình phủ một ít cái lá cây tươi vào, rồi mình quạt cho khói nó xông hết cái vách đá này với cái giường của mình. Lúc nó bị ám khói thì muỗi nó không dám tới đâu. Với lại là lúc mình ngủ mình vẫn để củi lửa cho nó cháy âm ỉ ở đây mà. Không, trong rừng này lúc đi ngủ không làm như thế thì không tránh được muỗi đâu. Sống ở trong rừng, cái lúc đi rừng đi kiếm thức ăn ấy, bị muỗi đốt thì lúc đấy là không tránh khỏi rồi. Nhưng mà cái lúc về lán thì mình ở một chỗ rồi thì phải hun khói để tránh muỗi. Ban đêm ở trong rừng rất là yên tĩnh luôn, chỉ còn những cái tiếng động như là một cái lá cây nó rơi thôi thì mình cũng có thể nghe thấy, bởi vì trong rừng nó rất là yên tĩnh. Lâu lâu thì có những cái tiếng của những con thú rừng, vậy tiếng của những con chim. Còn lại thì không có gì, với lại một ít tiếng của côn trùng nữa. Gần như là nó rất là yên tĩnh, im lặng luôn đấy. Ăn xong cảm giác thật là thoải mái mọi người ạ. Cái bếp thì mình chất đây này, có mấy cái ống tre vừa nãy mình làm thức ăn ấy thì mình để đây, để bên cạnh bếp để nó khô thì mình làm củi đun luôn. Mọi người nghe thấy cái tiếng kít 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 quanh đây không? Ở đây mình ngủ ngay là cái chân của cái vách đá to ấy. Nó có nhiều cái vách đá nhỏ mà cái con chôm chôm nó hay ở đây này. Nó kêu ở đây nhiều lắm. Còn bây giờ thì mình đi ngủ đây. Hôm nào mình sẽ bắt cái con chôm chôm này về để nướng ăn. Ngon lắm. Con đấy nó ăn nó giống như là cái con muốm muốm ấy. Bây giờ mình đi ngủ để lấy lại sức đây. Hôm nào trời còn nắng thì tắm phơi quần áo sau. Hôm nay quần áo bị ướt nó cũng khó chịu lắm, nhưng mà giờ tắm lại mặc lại nó khó chịu hơn. Chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với tập tiếp theo trên kênh của mình. Hôm qua ở trong này trời nó mưa tầm mưa tã mọi người ạ. Nhưng mà rất may tới hôm nay thì trời đã tạnh mưa rồi, đã khô ráo hơn được một chút. Và cái công việc của mình lại bắt đầu như thường lệ. Đó là dành một chút thời gian để đi thăm lại những cái bẫy mà mình đã đặt, xem có dính cái con gì không. Nếu mà dính thì mình được ăn, còn nếu mà bẫy mà chưa được thì mình lại phải đi tìm những cái loại thức ăn khác. Còn bây giờ thì mời mọi người đi theo mình lên phía đằng sau lưng mình, đi lên khu vực đánh bẫy của mình ngay đầu bên trên này này, đi thăm bẫy mọi người nha. Mình đi qua đây ngó thử cái cây ăn quả này lại thấy chín rồi mọi người ạ. Cái quả này, cái mùa này mưa nhiều, trời mưa nó chín nhanh lắm đấy. Nó chín nó mềm này mà, đây này, nó mềm nó mọng, nhìn mọc vỏng, nhìn cái vỏ của nó mỏng đi này là chín rồi. Nhìn ngon lắm, mình hái lấy một ít để ăn đã mọi người nha.
quả này mới to này. Đây này mọi người thấy không, quả này ăn ngon lắm. À bên này còn một quả nữa. Đây này, ôi được mấy quả rồi, gọt ăn đã. À trên này vẫn còn. Ui đây này, nó bị con gì đùn đất lên đây. À, đây đấy, còn hai ba quả này thì để cho nó chín hơn đã. Mình vừa mới ngồi ở đây mình gọt hết mấy cái quả này ra, nhìn ngon chưa. Đây này, xin mời tất cả mọi người nhá. Ui cái quả nó mềm mềm, bên trong nó nhiều mật lắm, mọng mọng đây này. Ngon, ăn cả quả này mới ngon mọi người ạ. Mình ăn thêm quả nữa. Đi vào trong rừng mùa này có nhiều loại hoa quả để ăn lắm, cứ từ từ rồi mình đi kiếm mình hái ăn dần mọi người ạ. Mình thích ăn cái quả này, quả nó ngọt, bên trong nó có nhiều mật đây, nó ngọt ăn ngon lắm. Phần này có cái gốc của nó ấy, cứng bỏ đi thôi. Còn ba quả này mình ăn nốt rồi đi thăm bẫy mọi người ạ, không trời nó nắng lên rồi. Cái này không sập à? Cái bẫy này hôm trước nó bị một lần rồi, bây giờ nó sợ rồi mọi người ạ. Hôm trước sập một lần nhưng mà nó không được. Chắc là nó bị bẫy một lần cho nên là bây giờ nó chạy đi rồi, nó không còn ở đây nữa. Chỗ thì rất đẹp nhưng mà hôm trước nó sập một lần rồi cho nên nó khôn. Cái này đẹp thế này mà lại không được chứ. Cứ để đây thôi. Hôm nào mình mang cái bẫy này mình đi đặt ở chỗ khác, chứ cái chỗ này cái con chuột này nó bị một lần nó khôn rồi, không nó không ở đây nữa đâu, nó chạy đi ở chỗ khác rồi. Giờ đi lên phía trên này đi thăm cái khác rồi. Mình đang đi đặt bẫy thì bỗng dưng trời nó mưa ầm ầm xuống mọi người ạ. Trận mưa này nó quá to luôn. Trời mưa cái trời nó cuối trầm vào rồi. Ui, mình ngã phát. Tay chảy bê bết máu rồi. May quá ở đây có cái đá này này, che mưa được. Bệnh phải ở đây chú mưa một lúc đã. Còn bây giờ chạy về đá thì còn xa lắm. Mình mà ướt người ấy thì không sợ, mình chỉ sợ ướt điện thoại với ướt đồ đạc máy quay của mình như này. Bị nước mưa nó hỏng thì mình không còn gì để quay nữa. May quá. Đây này, đây có cái con đá này, đây mưa được. Ngồi đây chú mưa đã thôi. Trận mưa nó còn tai chặt lắm. Mình lấy đi bắt. Xong rồi. Nếu mình đi đặt bẫy mình bắt được một ít cái con ốc đá ấy. Thì vừa đặt bẫy thấy mình bắt mình để rồi trong vùi để đấy ngã hai phạm hội quá. Đổ hết ở đầu phía trên kia rồi. Khó khăn đấy.
Mình ngồi chờ ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà trời vẫn chưa ngớt mưa mọi người. Bên ngoài vẫn đang mưa ầm ầm rồi. Bây giờ muốn ra bên ngoài kiếm ăn được thì trời nó phải tạnh mưa. Không mình cầm điện thoại theo coi bị nước mưa nó hỏng ngay. Phải tiếp tục, chờ thôi. Chờ khi nào tạnh mưa thì đi kiếm ăn xong. Trời nó ngớt mưa rồi mọi người ơi. May quá ở đây có cái vách đá. Đây có cái vách đá cho mình trú mưa không thì ướt hết rồi. Nhân cái lúc trời nó ngớt mưa thì túc tắc đi về lán thôi. Không chốc nữa nó mà mưa trở lại thì mệt lắm. Giờ đi về lán thôi. Trời lại mưa xuống rồi. Vẫn chưa thể nào tạnh được. À, cua này. Đây này, ban đêm ở trong rừng cái cua này nó ra nhiều lắm. Trời mưa thì nó mới ra nhiều thôi, trời nắng thì nó không ra đâu. Đây này, cái này cho vào gùi thôi, không buộc nữa. Quay cái gùi đằng trước này thì mình bỏ luôn vào. Con nào mà lên mình tay mình ấn xuống luôn. Càng về đêm sương nó càng xuống nhiều, mù mịt hết rồi, không nhìn thấy gì rồi. À, đây có con ốc này. Ui, cái này trời mưa nó ra nhiều lắm, mình cố gắng bắt nhiều nhiều một chút, không sợ ngày mai trời mưa mình không đi kiếm ăn được. Thả đây đi. Ui, đây nữa này. Này mọi người thấy không? Mày chết. Ban đêm này đi soi ốc thì thích lắm. Ở trong rừng này cái loại ốc này có nhiều. Đằng nào thì mưa cũng mưa rồi, muộn cũng muộn. Cố gắng soi bắt lấy nhiều nhiều đồ ăn. Thật sự thì ban ngày chỉ đi thăm bẫy được thôi, còn thức ăn ban đêm đi kiếm mới được nhiều ấy. Không ban ngày không có gì để ăn đâu. Trời nó sương mù dày đặc quá, mình quay cái hình ảnh nó mờ ấy, mọi người xem thông cảm giúp mình đấy nhá. Cứ đi loanh quanh này, gặp cua thì bắt cua, gặp ốc thì bắt ốc. Bắt được nhiều cũng thích đấy. Cái khu này bên dưới chân làn đá này đẹp này. Lên đây đi. Ui đây này. Hàng nóng. Người thấy không? Mày. Ui, hàng thế. Một em cua vàng. To nhở. To trong này hết. Cái chân vách đá cả này này là trời mưa nó đi kiếm ăn ấy, nó cứ đi men theo cái vách đá này. Mình đi soi theo cái vách đá này là hay được lắm. Đây có nhiều cái cây lá chua chưa, nhưng mà mình không có gì để nấu cùng. Đi bên đêm này phải đi chậm thôi, soi phải nhìn kỹ, không trong rừng nhiều rắn lắm. Nhiều loại rắn nó đi ăn đêm ấy. À bên này, đây này có một cái hang mà không thấy gì. Quay lại đây thôi. Qua phía bên này nó đỡ sương mù hơn rồi, nhìn nó trong hơn rồi. Ở đầu bên kia sương mù nhiều quá, dày đặc không nhìn thấy gì. Ui đây này, mọi người thấy không? Đây này, nó đang tẩu thoát lên hang hay là đi đâu đây?
Mày... Ô, con cua này bị mù mắt chứ. Đây này, mọi người thấy không? Con này có đúng một mắt thôi. Ơ, sao nó mù mắt được nhỉ? Đây này, mọi người nhìn này. Một bên có mắt sáng, một bên mù mắt rồi. Mất một mắt rồi. Cua mà cũng mù mắt nữa. Bắt hết. Cho ở đây đi. Không bắt thì không có cái ăn thì không được đâu. Một con nữa. Ốc rừng. Cho hết ở đây. Ui đây này này. Nhiều thế nhỉ. Ui đi gặp thì cứ nhặt cho vào gùi thôi. À, đây có con cua này. Ui, con này bé thôi. Chạy vào trong kìa, vẫn thò mấy cái chân ra kìa. Con này bé không bắt đâu. Cua bé. Cua bé để cho nó lớn đã. Vì trong rừng này vẫn còn có nhiều cua lắm. Nghênh ngang giữa đường này. Ây da, nhiều cua thật. Trời mưa thì nó cứ bò lủng ngủm bên ngoài ấy. Bùng lủng ngủm bên ngoài lá cây ấy. Hầu như là những cái hang cua này là nó không ở trong hang nữa rồi. Mà là trời mưa xong rồi là nó đi ra khỏi hang. Bây giờ soi à, trên này còn một con này. Mình đang định nói là trời mưa nó ra khỏi hang thì nó không trong hang, nó đi ra bên ngoài rừng kiếm ăn. Thế mà lại thấy luôn một con ở ngay trước cửa hang. Mắc dây. Con này trong cửa hang ấy. Con này không mắt cẩn thận là nó tụt vào hang ấy. À, đây này mọi người thấy không? Trong kìa. Quay đã nha. Đây này. Úi. Mình đang định câu giờ quay một tí mà nó nhanh quá, tí sổng mất. Cho đây đi. Con này. Bỏ lên à. Thế là được 2 4 con đấy. 4 cua rồi. Phía đầu bên này có cái vách đá này. Không có con cua nào nhỉ? À, không có cua nhưng mà có ốc. Ốc bên này. Đây này. Ha ha. Một con ốc. Ui, cái tay của mình. Cái tay của mình lúc nãy bị cái con vắt đấy. Con vắt nó cắn xong rồi nó rụng lúc nào mình không biết rồi. Nó vẫn chảy máu. Cho đây đi. Cái con vắt này, cái lúc mà nó cắn vào ấy, nó khó đó. Khó cầm máu lắm. Cái lúc nó cắn vào hoặc nó cái chất gì nó bơm vào trong trong đấy đi. Trong ui đây. Ui. Hàng khủng. Con này nằm ngoan thế nhỉ. Cái con vắt nó bơm cái chất gì vào trong trong cơ thể mình ấy. Xong cái nốt bị cắn ấy. Ui. Hăng thế. Ui. À, suýt nữa thì nhờn với nó tí nữa thì mất cái ăn. To chưa? Mình thích nhỉ.
hăng nhỉ. Động vào nó dơ càng lên, chiến đấu luôn ấy. Vào đây nằm nhá. Cái con vắt nãy mình nói là nó bơm cái chất gì vào trong cái vết cắn ấy, là máu nó cứ chảy ra, nó không ngừng được đâu. Cái này có cái do bếp ấy, do bếp hơi nóng nóng một tí nữa, đem về bôi vào, ấn vào thì một lúc sau nó cầm máu được. Ui, lại bắt đầu sương mù tới rồi. Mọi người thấy không? Thấy cái hơi nó bay này. Nhìn sợ không? Cái này hơi nước này mà. Ban ngày nó nóng ấy, trong ban đêm nó mưa xuống này nó bốc hơi lên. Bình thường mọi người ai mà ở vùng miền núi ấy, cứ trời mưa xong nhìn lên trên đỉnh núi đi, thấy cái sương nó đậu ở trên ngọn cây ấy, là mấy cái hơi nó bay đấy. Trong rừng nó tối om vào luôn. Đây, phía xa xa mình thấy một con ốc này. Ui, nó có một tí sương mờ cho nên là điện thoại mình quay nó không nhìn thấy gì luôn. Con cua này xuống. Tình hình chắc là mình phải thiết kế cái nắp. Ui mọi người, mọi người thấy gì chưa? Đây này, thấy gì chưa? Ui, cái lá han. Tí nữa thì mình không để ý chạm vào này. Cái này là cái loại lá han dây đấy. Hôm trước ở tập mấy này mình cũng có nói qua đấy. Loại này đốt người đấy. Mày xong với anh rồi. lại thêm một con cua nữa. Ui, nhiều cua thế nhỉ. Bỏ ở đây đi. Bắt được nhiều cua thích thật đấy. Giờ này cũng đói rồi nhưng mà thấy nhiều cua quá, cứ mãi bắt. Phải chớp lấy cơ hội thôi. Lâu lâu mới đi soi bắt được nhiều thì cứ bắt lấy nhiều nhiều một chút. Hôm nay ăn không hết thì để ngày mai ăn tiếp. Đây có con ếch này. Con ếch hay con nhái đây? Xem phải con ếch rừng không? Đúng con ếch rừng thật. Nhà một con này thì tha cho nó thôi. Mình bắt về để xem thôi. Hôm nay có cua có ốc nhiều rồi. Chạy đi. Ếch rừng này bắt được nhiều về ăn ngon lắm. Ăn thịt nó ngọt hơn ếch nhà nhiều. Ui, trời nó vẫn chớp đùng đùng trên trời ấy. Cái này chưa tạnh mưa được đâu. Bên này có cái vách đá này. Có khi lại có cua đây đấy. Từ nãy đến giờ nhá, mình soi rất ít khi mình bắt được cua ở trong cái vách đá này. Vì nó đi ra ngoài hết rồi. Trời mưa nó ra ngoài kiếm ăn hết rồi. Ô, trên này lại con ốc. To thế. Đây này. Ốc đá này. Đây đi. Nhiều phết rồi đấy. Thả xuống nghe tiếng nó va nhau lách cách à. Ui, gió lại ầm ầm bên kia sang mọi người. Mình bắt đủ ăn rồi đấy. Ui, mình sợ gió to trong rừng này. Mưa thì không sợ nhưng mà gió to cái cành cây nó bị nước mưa nó nặng chịu xuống rồi. Nhưng mà gió to là sợ cành cây gãy lắm.
Giờ mình rút thôi. Đi xuống đường này tìm đường về lán thôi mọi người ạ. Không, ở trong rừng trời gió to quá nguy hiểm lắm. Không bắt nữa đâu. Mắc nhiều thế này. Cứ tuột theo cái lối này đi xuống thôi mọi người nhá. Đi xuống tìm khe, xong là đi theo khe ra là tới lán của mình. Ui, con cua này. Tí nữa thì tẩu thoát. Được nhiều đấy, như này. Đấy, cua cả ốc. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi mọi người. Mình về lán được một lúc rồi. Nghỉ ngơi với lại là sạc thêm pin cho điện thoại. Hôm nay trời nó mưa nhiều quá, hơi vất vả một tí. Giờ thì chất lửa lên rồi, nấu thức ăn lên để ăn thôi mọi người nhá. Cái cua mình bắt ở trên rừng nó béo hơn là cái cua mình bắt trực tiếp ở dưới khe nhá. Không biết tại sao. Chắc là cái cua ở dưới khe cái mùa này nó lũ nhiều. Nó dưới khe thì nó phải chạy lũ ấy. Chắc là nó không có nhiều thời gian để kiếm ăn. Cua này béo lắm. Bên ngoài trời nó vẫn còn mưa ấy, ngày nó mưa tới sáng rồi.
lẽ ra là mình có thời gian mình phải luộc lên thì nhìn nó ngon hơn. Nhưng mà trời nó mưa quá, mình nướng lên cho nó nhanh để ăn thôi. Không luộc lên thì phải đi chặt ống rồi các thứ, nó nhiều việc lắm. Ăn xong rồi mọi người ạ, nhưng mà vẫn chưa no đâu. Mình ăn lót dạ để cho nó êm bụng đi ngủ thôi. Xong bây giờ khuya rồi, làm cầu kỳ để ăn thì nó mất nhiều thời gian lắm. Chờ đến sáng mai có thời gian thì mình sẽ làm ăn cho nó đàng hoàng. Còn bây giờ thì mình đi ngủ để lấy sức cho những cái công việc ngày mai thôi. Nay trời nó còn mưa đấy, vẫn đang mưa ở bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa đấy. Thôi bây giờ mình chia dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.